Thưa anh chị em, nếu anh chị em để ý thì trong mùa phục sinh, khi chúng ta đi lễ, dù là lễ Chúa Nhật hay là lễ ngày thường, bao giờ chúng ta cũng nghe bài đọc thứ nhất ấy, được trích từ sách Công vụ các tông đồ. Đó là cuốn sách kể lại đời sống và sự phát triển của hội thánh ở những bước ban đầu. Hôm nay cũng vậy, anh chị em nghe bài đọc thứ nhất được trích từ sách Công vụ các tông đồ, kể lại một câu chuyện rất là quan trọng, nó mang tính bước ngoặt trong lịch sử hội thánh của chúng ta. Tôi đoán là anh chị em chỉ nghe đọc thoáng qua một lần, anh chị em khó mà thấy được tại sao tôi nói là nó quan trọng. Cho nên xin anh chị em chịu khó nghe tôi giải thích dài dòng chút. Chúa Giêsu của chúng ta sinh ra ở Bethlehem. Như vậy Chúa là người nước nào? Do Thái, phải không? Các thánh tông đồ, các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu là người Việt Nam hay là Trung Quốc? Hay cũng là Do Thái thôi? Những người tin vào Chúa Giêsu đầu tiên cũng là Do Thái thôi. Và người Do Thái coi những người thuộc các dân tộc khác là dân ngoại. Cho nên khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài hãy đi loan báo tin mừng, thì lúc đó các tông đồ cũng như là các môn đệ khác chỉ nghĩ là đi loan báo tin mừng cho người Do Thái thôi, chứ đâu có đi giảng cho dân ngoại làm chi. Trong bối cảnh như vậy đó, chúng ta bắt đầu hiểu ra câu chuyện này. Chúa can thiệp bằng cách cho hai người có hai thị kiến cùng một lúc. Người thứ nhất tên là Cornelio, mà ông này là một sĩ quan ngoại giáo. Ông ở trong quân đội Italia. Ông ấy là người ngoại giáo nhưng mà ông ấy sống đạo đức tốt lành, không có làm hại ai hết. Ông ấy tin vào ông trời. Thế thì một ngày kia, ông ấy có một thị kiến là thiên sứ của Chúa bước vào nhà ông ấy và nói với ông là hãy sai người đi tìm một người tên là Simon Phêrô về đây. Thế đang khi đó thì Thánh Phêrô lại được Chúa ban cho một thị kiến khác. Thánh Phêrô đang cầu nguyện thì thấy có một cái túi vải lớn lắm ở trên trời xa xuống thế này, nó túm bốn góc, mà nhìn vào bên trong đó thì là ở những con vật bốn chân, rắn rết, bò lổm nhổm hết. Đó là những cái loại vật mà người Do Thái người ta gọi là ô uế, dơ bẩn. Thế và khi mà Thánh Phêrô thấy cái túi ở trong đó có rắn rết và những con vật như thế, thì đồng thời Ngài lại nghe cái tiếng phán: Phêrô, hãy đứng dậy làm thịt ăn đi. Thế Ngài mới trả lời: dạ không, con sao ăn được, thứ này là thứ ô uế mà sao mà ăn được. Ba lần như vậy thưa anh chị em. Rồi sau thị kiến đó thì cái người mà của ông Cornelio mới vào nhà Thánh Phêrô trình bày lý do tại sao mà đến đây, mời Ngài đi đến cái thành Giao Phô. Lúc đấy Thánh Phêrô mới hiểu ra đây là ý của Chúa. Thế là Ngài đi đến thành Giao Phô, đến nhà ông Cornelio này, giảng về Chúa Giêsu cho ông và gia đình của ông nghe, rồi thì làm phép rửa tội cho họ. Và họ là những người ngoại giáo đầu tiên được chịu phép rửa tội. Anh chị em thấy không? Tại sao mà tôi bảo đây là sự kiện rất quan trọng? Bởi vì nó mở ra một chương mới trong lịch sử của hội thánh chúng ta. Nếu không có cái sự kiện này đó,
thì đạo vẫn chỉ có cụm lại ở trong người Do Thái với nhau thôi. Cả anh chị em và tôi nữa là dân ngoại đấy, chắc mình cũng chả biết Chúa Giêsu là ai đâu. Cho nên cái sự kiện ấy nó quan trọng lắm. Và lúc đấy chúng ta mới hiểu được tại sao mà Thánh Phêrô tuyên bố như thế này. Tôi trích nguyên văn: quả thật tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào, nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào cũng được người tiếp nhận. Chính vì thế mà tin mừng của Chúa Giêsu bắt đầu được rao giảng khắp nơi cho tất cả mọi người, chứ không phải là chỉ cho riêng dân Do Thái mà thôi. Khi chúng ta đọc kinh Tin Kính ấy, anh chị em tuyên xưng hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Cái công giáo là cái gì? Và chúng ta được gọi là người công giáo. Công giáo là cái gì? Công giáo có nghĩa là phổ quát, là mở ra cho tất cả mọi người, không giới hạn. Cho nên đạo công giáo của chúng ta mở ra cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Và bây giờ thì chúng anh chị em đi bất cứ nơi nào trên thế giới cũng có người công giáo. Khi chúng ta hiểu ý nghĩa của bài đọc thứ nhất quan trọng như vậy, thì mình sẽ lắng nghe lệnh truyền của Chúa Giêsu, một lệnh truyền rất quen thuộc, nhưng mà mình lắng nghe với một tầm nhìn mới. Những lệnh truyền rất quen thuộc Chúa Giêsu trao cho chúng ta là: các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Cái câu đó nghĩa là gì? Cái câu đó là mình là người công giáo thì mình thương nhau, còn người nào mà ngoài công giáo là không thương, là ghét, là thù hận, có đúng không? Là không phải. Cái tình yêu của Chúa là tình yêu phổ quát dành cho tất cả mọi người, thì Chúa cũng muốn chúng ta sống với tình yêu phổ quát đó cho tất cả mọi người, không phân biệt màu da, chủng tộc hay một lý do nào khác. Một tình yêu phổ quát. Chính cái giáo huấn về Thiên Chúa là tình yêu mà Thánh Gioan nói ở trong bài đọc thứ hai hôm nay đó, và điều đáng yêu thương mà Chúa dạy chúng ta, nó là lý do mà lôi cuốn nhiều người, người ta đến với đạo của Chúa, đến với hội thánh Chúa. Có một cuốn sách nổi tiếng lắm nhưng mà chưa được dịch sang tiếng Việt Nam, tựa đề của nó là Sự Trỗi Dậy của Kitô Giáo. Người viết đó là một sử gia, và tôi phải nói ngay với anh chị em, ông ta không phải là người công giáo. Ông ta là một nhà nghiên cứu sử và dạy về sử ở nhiều đại học tại Hoa Kỳ. Nhưng mà ông ấy viết cái cuốn sách Sự Trỗi Dậy của Kitô Giáo. Trong đó ông ấy đưa ra một cái bản thống kê cho mình thấy là vào khoảng năm 40, tức là khoảng chừng 10 năm sau khi Chúa Giêsu về trời đó, thì số người công giáo ở trong đế quốc Roma lúc bấy giờ chỉ chừng 1.000 người thôi. Mà nếu mà tính theo tỷ lệ phần trăm á, thì phải nói là 0.007%, tức là ít lắm. Nhưng 300 năm sau, đúng hơn là không tới 300 năm, tới năm 300, thì số người công giáo, số người tin vào Chúa Giêsu trong đế quốc Roma đã chiếm tới gần 60% dân số. Anh chị em thấy không? Từ chỗ rất nhỏ bây giờ chiếm hơn gần 60% dân số trong đế quốc Roma. Mà ba thế kỷ đó đó, không phải là ba thế kỷ hội thánh công giáo của chúng ta được bình an đâu, mà liên tiếp là bị bắt bớ, bị bách hại đủ thứ đủ cách hết. Nhưng mà tại sao mà vẫn phát triển?
Và tác giả viết cuốn sách đó cho thấy cái lý do lôi cuốn người ta vào đạo Công giáo là bởi vì cái giáo huấn về Thiên Chúa là tình yêu nó khác với các tôn giáo khác lúc bấy giờ. Và đồng thời cái điều răn yêu thương mà những người Công giáo người ta sống nó khiến cho nhiều người ta muốn đến với đạo. Thực ra thì cái chuyện đó chúng ta đã đọc ngay ở trong sách Công vụ các tông đồ. Bởi vì tác giả sách Công vụ kể là cái cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên đó, họ hiệp thông với nhau, họ yêu thương nhau đến cái độ mà họ bỏ của cải chung với nhau, để chia sẻ cho nhau mà không có để ai mà phải bị thiếu thốn, bị đói kém hết đó. Rồi họ thường xuyên lên đền thờ cầu nguyện, rồi ở nhà thì họ làm lễ bẻ bánh, tức là dâng thánh lễ đó. Và sách Công vụ viết thêm, họ được toàn dân yêu mến và càng ngày càng có đông người xin làm môn đệ của Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta giáo phận Mỹ Tho, một giáo phận có địa bàn lớn lắm, 3 tỉnh cơ mà. Nhưng mà tỷ lệ người Công giáo thì anh chị em biết rồi, thấp lắm, chưa tới 3%. Cho nên lời Chúa ngày hôm nay là một sự khích lệ cho chúng ta. Chưa tới 3%, cho nên tất cả anh chị em đây này, có thể là ngay trong khu xóm anh chị em ở, rất nhiều người ngoài Công giáo. Ở nơi anh chị em làm việc hay là buôn bán, rất nhiều người ngoài Công giáo. Nhưng mà chúng ta được Chúa mời gọi để sống tình yêu thương, không chỉ là với người Công giáo với nhau, mà là với tất cả mọi người. Và chính tình yêu thương đó với ơn Chúa có thể là cái lý do giúp cho chúng ta giới thiệu về Chúa một cách đích thực và tốt đẹp nhất. Sắp tới đây chúng ta đi vào phần chính của thánh lễ, và chúng ta rước lễ Thánh thể Chúa là lương thực thiêng liêng cho chúng ta. Xin Thánh thể của Chúa ban sức mạnh nội tâm cho anh chị em cũng như cho tôi, để chúng ta sống với tình yêu thương đó một cách tốt lành trong cuộc sống hàng ngày của mình. Hy vọng góp phần vào việc giới thiệu khuôn mặt Thiên Chúa tình yêu với mọi người xung quanh. Amen.